Natalie đã xéo Ngọc Trinh vừa dốt vừa ngáo lại vừa láo. Không những thế, cách đây vài ngày, Ngọc Trinh đã giữ đúng những lời phát ngôn trước đó của mình khi chính thức hé lộ mảnh đất với view đắt giá tại Bảo Lộc. Theo đó, Ngọc Trinh đã đăng tải hàng loạt bức ảnh check-in sang xịn mịn tại một mảnh đất view đồi cùng dòng trạng thái. Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình, xuất sắc 10 trên 10 luôn á, còn cả nhà chấm mấy điểm nè. Oh yeah, từ từ chinh phục từng mục tiêu trong dự định. Với loạt ảnh mà Ngọc Trinh đăng tải có thể thấy, mảnh đất này có diện tích rộng thênh thang và đang được trang trí, tạo kiểu cảnh hẳn hoi, chứ trông như một khu vui chơi tham quan nhân tạo gần gũi với thiên nhiên. Trong khi cư dân mạng đang trầm trồ, ghen tị với sự chịu chơi của người đẹp Trà Vinh, thì tới 19 tháng 5, phía cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin trên. Đại diện cơ quan chức năng địa phương tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Kim Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết, trước dư luận xôn xao về thông tin trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào phối hợp kiểm chứng thông tin. Qua xác minh thì khu đất Ngọc Trinh chụp hình thuộc hẻm 61B Lao Stre, xã Đại Lào, nhưng đây không phải là đất xây dựng homestay của Ngọc Trinh. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào, không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh, tên thường gọi Ngọc Trinh. Mặt khác, tất cả các dự án xây dựng homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đều được địa phương cấp phép và quản lý. Trong các dự án đã triển khai và đang chờ phê duyệt, không có dự án nào có chủ dự án tên Ngọc Trinh. Ông Đình nói thêm, đây có thể là chiêu trò câu like của giới bất động sản. Việc này khiến dư luận đánh giá sai về công tác quản lý đất đai, xây dựng của địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Đồng thời, cũng là chiêu trò mà giới bất động sản hướng tới để thổi phồng giá đất. Sau khi bị bóc trần về mảnh đất tại Bảo Lộc mà Ngọc Trinh khoe mẽ trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích lối sống ảo, chiêu trò PR của người đẹp Trà Vinh. Thậm chí, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử phạt thật nặng nữ diễn viên vòng eo 56. Không những cư dân mạng, mới đây trên trang cá nhân Natalie, người có mối thâm thù với Ngọc Trinh đã lâu, hay mỗi lần người đẹp gặp biến đều nhanh chóng có những bài đăng mỉa mai, châm biếm. Cụ thể, Natalie chia sẻ, ai cũng muốn giàu có, nổi tiếng, tuy nhiên không đứa nào chịu đi học. Thế nên cái showbiz này nó mới vừa ngáo, vừa dốt, vừa bố láo. Bài đăng của nam ca sĩ đã nhanh chóng nhận sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Dù trong bài viết không chỉ đích danh một cái tên nào, nhưng với mối thâm thù giữa nam ca sĩ và nữ hoàng nội y, rất nhiều bình luận đã mạnh dạn suy đoán Natalie đang xóc xỉa Ngọc Trinh. Thậm chí, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận gọi thẳng tên Ngọc Trinh để chỉ trích người đẹp, chuyên bày ra những chiêu trò rẻ tiền để gây sự chú ý. Một số cư dân mạng để lại bình luận, Ngọc Trinh cô gái chăn cừu trên mảnh đất Lâm Đồng. Sự cô dốt thì không lớp phấn son nào che đậy được cả. Anh nói đúng quá à, tụi nó toàn đi lên bằng thủ đoạn, nịn bợ, chán. Ở bên cửa là phong sát luôn đó idol, cứ thả ra để nó làm càng thế này, loạn hết cả xã hội. Nói đụng chạm quá, đụng chạm đối với thành phần chốt láo tỏ ra nguy hiểm. Mang thân ra khoe là có đại gia hớp nên không cần phải học hành nha chủ shop, chỉ cần học đọc và viết I love you là được nha. Trước đó, Natalie cũng công khai tin nhắn được cho là vạch trần thói sống ảo của nữ hoàng nội y. Theo tin nhắn trò chuyện, một người em thân thiết với Natalie bày tỏ sự ngán ngẩm khi phía Ngọc Trinh chỉ hỏi mua đất Đà Lạt cho vui. Cụ thể, khi biết mỹ nhân Trà Vinh mua đất, người này đã nhiệt tình chào mời. Tưởng gặp được nghệ sĩ mua nhanh chốt nhanh, song người này đành ngậm ngùi vì gặp phải nhân vật ảo.